Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thành SG đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Nexomon. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào thì mình sẽ cố gắng cày để luyện cấp cho này luôn. Chúng ta sẽ cho này tiến hóa nha. Bovi Kue này sẽ được nó là một con hệ đá và nó sẽ nó sẽ very effective đối với mình anh em ạ. Một chiêu mũi khoan nào, chết ngay. Ở trong này thì nó sẽ được khá ít kinh nghiệm nên mình sẽ ra ngoài đi. Bovi Kue, mình sẽ đứng ra ngoài, ra khỏi hang và nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chúng ta chưa ra khỏi hang đâu. Để xem nào, chúng ta quý ngày lửa. Con này thì siêu yếu rồi. Một mũi khoan là 38 máu nha. Chúng ta còn 60/99 máu. Phải ra khỏi đây nhanh khẩn cấp. Ra khỏi rồi, tốt lắm. Chúng ta ra khỏi hang. Và mình sẽ đi luyện luôn ở chỗ này. Và sau đó thì sẽ lên đỉnh núi. Ở trên đấy sẽ đợi mình cái gì đây? Mình có thể bắt thêm con mấy con gì không? Con Camoleon. Camoleon thì 15 hit, 54 máu, đam rất lớn. Bây giờ sẽ lên cấp level up của chúng ta. 105 HP, 61 attack, 25 defense. Chúng ta học được một cái kỹ năng mới. Mới thể vào trong cái siêu. Cái quái nhỉ? Quảng cáo này. Tắt được không nhỉ? Được. Cái này nhanh thôi, quảng cáo này rất là nhanh. Chúng ta có skill mới của con Bovi Kue. Đây là skill của nó. Và chúng ta sẽ có thêm một skill lửa ở đây. Tạo ra một cái siêu. Tạo ra một cái khiêng lửa ở đây. Không biết có nên dùng không. Chắc là mình sẽ thay cho chiêu lửa này đi nhỉ. Đấy, bật lên đây. Rồi, ok. Bộ skill này có vẻ như khá là ổn. Chúng ta sẽ vào trong này và xem kiếm thêm con gì. Vẫn là Camoleon thôi. Khiêng lửa này. Đấy, có thể phản đòn không? Fail. Không có vấn đề gì cả. Mũi khoan. Mũi khoan là 37 máu. Mũi khoan hơi yếu. Và vỡ da của nó rồi. No effect. Sẽ giảm cái sức mạnh của nó xuống thôi. Phạt đấm đi. Cái khiêng lửa thì có 5 thôi. 5. Chỉ có 5 mana thôi. Có nên dùng không? Cái này nó hay là một chỗ là chúng ta có thể sử dụng cái skill kia lại mà không cần phải quan tâm lắm. Chúng ta sẽ dùng chiêu lửa luôn. Đối với tiếp vì nó hệ đá, ở đây nó hệ đá nên chúng ta không nên dùng cái này, nên dùng chiêu lửa thì hơn. Theo như mình chọn chiêu lửa bây giờ không được, chiêu lửa thì không được, chiêu lửa thì không khắc hệ nó đấy. Ở đây đã hết rồi đấy, mình sẽ ra bên này luôn, bắt đầu đi lên đỉnh núi đi. Ở đây thì cũng có tầm khoảng 3 loài Pokemon. Ở trong cái khu vực này tầm 3-4 loài gì đấy. Con Fanfro hôm qua mình bắt được con này rồi. Nó sẽ sợ hệ đấm này. Hệ đấm này khá là khỏe, 53 máu đấy. Khỏe hơn cái chiêu mũi khoan của chúng ta. Chúng ta test thử tất cả các chiêu để lựa chọn xem có cái bộ skill nào là hay nhất. Ok, tắt quảng cáo thôi. Phía dưới này sẽ có con đây. Cày nhanh, hình như level 16 chúng ta sẽ tiến hóa. Một còn một con hệ gió và nó rất sợ hệ lửa. Đảm bảo 93 máu là super effective đúng không? Hình như level 16 mình sẽ tiến hóa. Không biết con này có tiến hóa hay không. Hai con này đã tiến hóa rồi thì mình không biết. Cho cứ cày đi. Cái con kia thì nó sẽ là cái con lá ấy, thì sẽ là 16. Hiện tại thì nó đang level 11, nó còn 5 level nữa. Mình cứ cày con này lên level 16 đi để xem nó tiến hóa không. 16 hay 17 gì đấy. Camoleon đấm nó phát. Đấm này phát này. Cày đây chỉ là siêu nhanh rồi. Nhanh nhất. Level up để level 15 rồi đấy. Tiến hóa hay không thì ta sẽ biết ngay đây. TikTok. Ok. Xinh thế. Xinh vãi trưởng ra. Ở đây thì chúng ta sẽ lên bên trên này. Có con gì đây? Một con Fanfro. Fanfro nó hệ này thì mình sẽ ăn hệ đấm. Ăn đấm đi. Chết ngay. Bovi Kue từ cái này lên cấp 17 luôn nha. Đấy, đây vẫn còn này. Con chim mà một chân. Nó là hệ gió, con này thì ít kinh nghiệm lắm. Không nhiều lắm. Còn khá lâu nữa ta mới lên được cả level tiếp theo. Ở đây có gì đây? Chỗ này thì lại có thêm một con Fanfro nữa. Mình sẽ đấm nó thôi.
ăn đấm này, ăn trọn cú đấm vào người và die thôi. Lắm quảng cáo thế nhờ, mình chỉ tưởng chỉ còn 2-3 quảng cáo thôi mà nó đến 4 quảng cáo đấy. Chúng ta xem đây có cái gì đây. Con ở bên này vẫn là con Camolin. Nó là hệ bàn chân, hệ nào thì cũng đấm được thôi. Cái này sẽ được tầm khoảng 59 máu. Có vẻ như ở đây thì chúng ta sẽ luyện sắp lên level 16 rồi anh em. Mình sẽ cần phải lên level 17 nữa là ok. Điện cho hai con lên level 17 luôn nha. Hệ đá, hệ đá. Hình như mình sắp hết cái mana rồi. Ủa nhưng mà mấy con này luyện cấp cái level 10 luyện sướng vãi nhở. Anh em thấy có luyện nó lên một cục mà kinh nghiệm rồi. Ô đây rồi, đây rồi. Tưởng mình đánh hết chỗ này rồi, không còn chỗ nào nữa. Con Camolin này cũng ngon này, đánh rất ngon và lên level 16 để xem có tiến hóa không. Theo mình là con này đã tiến hóa dạng 2 đấy. Chứ Bovicue. Ok, sẽ lắm quảng cáo vậy ta. Để chúng ta xem nào, Bovicue thì hình như không lên được sao ấy. Chúng ta, anh em đợi một chút nha, mình sẽ lên mạng và tìm hiểu cái thông tin về con Bovicue này cái. Để xem nó có thể tiến hóa được không. Không thì luyện cũng hơi phí. Đằng nào thì cũng phải luyện thôi, nhưng mà trong tầm này cố gắng luyện được một con tiến hóa đi. Nó sẽ là Nexomon đúng không? Nexomon. Nexomon. Bovicue. Xem có tiến hóa được không. Không có luôn cơ. Không có được thì chắc là mình sẽ đổi thôi. Chắc là mình sẽ đổi sang con lá thôi. Để cày cho nhanh nhỉ. Ok. Team. Con lá của chúng ta đang level. Rồi thì mình sẽ đổi thôi. Chắc con này đã tiến hóa rồi đấy anh em ạ. Chứ nếu chưa tiến hóa thì nó không thể nào dạng đấy được. Thế mình nghĩ là vậy. Camolin, nó sẽ sợ cái chiêu lá cây không? Chiêu mấy vừa học rồi. Hiểu cái đẹp nhờ. Mình bị fail, cái nó fail rồi. Mình điều khiển tâm trí cái gì đấy. Không quan tâm lắm. Hai đòn nó mới giết được. Rồi, nó sẽ cố gắng lên level 17. Hình như level 17 để tiến hóa thì phải. Mình xem nhá. Cái này là Nexomon và xem nào. Nexomon Evolution, đây là Evolution. Chúng ta sẽ xem là nó level bao nhiêu sẽ tiến hóa ta. Không biết là bao nhiêu luôn. Level up quickly. Không biết được là bao nhiêu tiến hóa ấy. Thề luôn là nghe là không biết bao nhiêu luôn. Cứ luyện như vậy. Luyện hết mức có thể. Luyện xong ta sẽ lên đỉnh núi. Miss, đánh miss rồi. Một phát đấm này. Một phát đấm 28 máu. Ngay và luôn. Sắp lên level 12. Con này lên đấy. Con này học một siêu chiêu mới. Con này chắc chắn là đang ở dạng 1 và nó sẽ có thể tiến hóa lên. Wow, ngon. Phát chết luôn kìa. Lên level 12 thì công ta sẽ khỏe hơn. Lắm quảng cáo thế nhờ. Cứ chơi khoảng được 2-3 trận là kiểu gì cũng sẽ có quảng cáo nó chèn vào. Sang bên này, sang bên này, sang bên này, sang bên này luôn. Đây. Chim một chân. Chim một chân, dù chiêu lá đi. No effective rồi. Nó cắn phát mất 9 máu. 10 này. Một phát của cái kiểu là đập gõ đầu ấy. Gõ đầu trẻ, gõ đầu chim. Ok man, con này không lên được cấp à? Level 5 thì đúng là quá thấp rồi. Ra đây cái. Một con đá, hình như chiêu này nó không hiệu quả lắm. À, vẫn hiệu quả, chiêu lá thì bình thường. Chỉ là không... đánh mít kìa. Để đấm nó thôi. Lên cấp, ít ra phải lên cấp chứ, level 12. Tốt. Chỉ là chưa tiến hóa thôi anh em ạ. Chứ lên cấp thì vẫn lên như bình thường. Fanfru 13 này, đam to. Không lo chết đói. 47 điểm đam, rất tốt. Lại quảng cáo, trời ơi, lắm quảng cáo thế này. Siêu nhiều quảng cáo luôn. Chắc mình đánh nhiều trận nên ra nó sẽ ra nhiều quảng cáo. Có thể mình có nên là rút mạng hay không nhỉ? Rút mạng thì không biết là có save này. Cho sẽ save lại. Em đợi tí mình sẽ rút cái mạng ra cái.
Ok, thì chúng ta đã rút xong mạng rồi và chúng ta sẽ có thể... Ồ, biết ngay mà cái game này phải cần mạng nhá. Yêu cầu cần mạng. Bó tay thật. Nó yêu cầu cần mạng thì mới được phép đánh tiếp tục. Ok, rồi chấp nhận thôi. Tấn công nào. Let's go, 44 máu. Cho ta cố gắng đánh cho nó tiến hóa special đặc biệt cái gì đấy. Có khi lên khu vực mới đi. Đánh thêm những con nó khỏe hơn không? Đánh thêm những con khỏe hơn để chúng ta sẽ nhanh lên cấp hơn. Theo mình nghĩ là vậy. Chỉ một chân này thì không có đẹp no tip mà mình quên à. Mình quên skill con này à. Very effective, 15 máu. Đấm này còn khỏe hơn, 29 máu này. Sắp lên cấp nữa kìa. Khá nhanh ta. Ok, có chạy đường này được, không đi được. Trước khi lên trên kia mình đánh nốt mấy cái này cái để lên cấp luôn. Camelion, 13. Ồ, mấy cái cây mọc dưới đất lên đấy. Đấy còn chưa very effective đấy. Công mình lên 48. Học thêm được một chiêu mất 8 năng lượng nữa. Cái gì vậy ta? Sợ lắm mấy quảng cáo. Lại là TikTok. Chúng ta sẽ xem nào, xem có cái skill gì khác không. Ấn vào team này và ấn vào con này sẽ có thêm skill mới. Đây, skill đây. Mình sẽ bỏ đi một skill. Ồ, mình sẽ bỏ đi cái skill nào đây? 8ST. Cũng là hệ lá luôn. Đây này. Ok. Và chúng ta mấy con level thấp thì mình sẽ chạy luôn đi. Nó mất thời gian và không được cái gì cả. Đánh con level cao thôi anh em ạ. Cho đánh con level cao thôi. Đây rồi, Fan Fru. Ô, chiêu kia mình chưa cho vào team à? Bó tay nhỉ. Level 13 rồi. Đang có cái level 14, 15 gì đấy. Chiêu mới đâu? Tại sao mình không dùng chiêu mới ra? Chiêu mới thì có thể là skill. Chiêu mới mình vẫn hiện thị ở trong này mà. Chiêu mới vẫn có trong này mà. Chẳng qua mình không dùng thôi. Đây này. Ồ, chiêu quất à? Roi mây. Tăng cái thủ lên rồi. Không vấn đề gì. Chiêu này thì cực kỳ khỏe. Rất kỳ khỏe. Một chút thôi đã lên cấp. Đấy, lại quảng cáo. Nhưng cũng may quảng cáo nó chỉ có tầm khoảng 2-3 giây thôi. Nhưng hôm nay nó sẽ không quảng cáo game nữa. Thay vào đó nó sẽ là quảng cáo Shopee, TikTok, các kiểu. 51 dam. Bây giờ muốn luyện lên level thì bắt buộc phải thế thôi. Sang bên này. Đây đây, đi trên đây xem có chỗ nào mà luyện tập tốt hơn không. Chúng ta sẽ vào nhà Mass, vào nhà hồi máu nhá. Healing Center. Để hồi máu ở trong này. And yes. Ok, cho sẽ hồi máu ở đây luôn. Ra ngoài và mình sẽ lên trên đỉnh núi để xem là có chỗ nào tốt hơn không, để luyện tập tốt hơn không. Có nhiều Pokemon mới. Như cả Luffy ấy nhỉ. Giống hệt Luffy. Đó, chúng ta sẽ lên trên đỉnh núi à. Hình như chỗ này chúng ta sẽ bị vướng lại và không để đi được nữa đúng không? Ồ, một khu dưới nước nóng kìa. Có mấy con gì hay ho ta. Có chỗ nào có thể luyện tập được không nhỉ? Hình như chúng ta đang phải dừng ở đây rồi. Tại vì là chúng ta phải mua, phải bỏ ra 26.000 để mua thì mới có thể là đi qua được khu vực này. Chắc chắn là như vậy. Theo mình nghĩ đấy. Thì nó bị unlock cho mình. Đúng rồi. Chúng ta đang dừng lại chỗ này rồi. Sau khi mai mình phải mua thôi thì mới có thể chơi tiếp tục được anh em ạ. Và sau khi mua xong thì mình sẽ không có quảng cáo nữa. Cái hay ở chỗ đấy. Mình sẽ không nói chuyện được với bất kỳ ai ở trong cái hồ bơi này cả. Thôi mình sẽ xuống dưới thôi. Để luyện cho anh kia lên level 17 đi. Hiện tại chỗ này đang không có đường đi nữa rồi.
khá ngắn, nó kiểu cho mình chơi thử ấy. Cái tựa game là như vậy. À, rồi mình xuống dưới đi. Chấp nhận thôi, bản free thì phải thế thôi. Khi nào mua thì chúng ta sẽ được chơi một cách thoải mái hơn rất nhiều. Trong này có cái gì không? Fan through, ok. Level 17 đúng không? Wow, sắp lên level 17 luôn kìa. Sắp lên level 14 rồi. Hiện tại là level 13 đúng không? Hiện tại thì chúng ta đang level 13 thôi. Đấm phát này. Không được, được, vẫn được. Một hit vẫn chết như thường nhỉ ạ. Level up, tiến hóa chưa nhờ? Cái quái là mình chưa tiến hóa đúng không? Mình chưa tiến hóa. Mình sẽ luyện lên level 17 đi. Không tiến hóa thì đúng là bực mình đấy. Không tiến hóa ra chuyển ra đi bắt thêm một số con đây. 5 năm. Ok. Lên trên, lên trên, lên trên. Có hai chỗ. Vừa nó chạy mất rồi. Ở đây có rất là nhiều fan fru này. Ở khu vực này rất nhiều fan fru luôn. Cái phía trên này này anh em có thể thấy. Đó, một nửa level 14, sắp lên level 15. Chỗ này thì thường là những con khác. Đấy, con Ratapon. Ratapon có nên bắt một con không? Cứ đi đánh đi đã, xong rồi tiễn sẽ bắt sau. Không có gì để mặc. Rồi, quảng cáo suốt ngày. Nhưng phải chấp nhận thôi. Giờ chúng ta chơi free thì thấy họ cần phải có tiền quảng cáo chứ. Làm sao có thể được. Đập phát 20. Ui, mình quên mất là con này nó chỉ sợ đấm thôi. Mấy chiêu kia thì nó không ăn thua với nó. Mấy chiêu kia thì thật ra là không ăn thua một chút nào luôn. Sắp lên level 15. Và hy vọng level 15 nó sẽ tiến hóa luôn cho mình đỡ mệt. Fan through 13 gọi là cái MP. Sắp lên cấp rồi, một con nữa rồi. Một con nó sẽ lên được cấp 15. Rất rất hy vọng để xem nó tiến hóa như thế nào ấy. Đây, Fan through Camolin cũng được, Camolin cũng rất ngon. Ô, sao nó nhảy cả trời vậy? Very effective. Ui, nó như vị thần vậy. Chết phải đi đi. Xong. Tiến hóa chưa ta? Chưa tiến hóa, hình như nó phải vào trong một cái ô nào đấy thì nó mới tiến hóa cơ. Chúng ta sẽ đi bắt con khác thôi. Chứ đợi lâu quá, đúng không? Chúng ta sẽ đi bắt... Thực ra thì mình muốn bắt một số con... Camolin. Để xem có con đấy không. Petru thì bắt rồi. Ok, ở đây ta sẽ bắt con gì đây? Con chim một chân đã bắt rồi nhé. Nên ta sẽ không bắt con này nữa. Chúng ta sẽ bắt những con mà dân còn thiếu trong bộ sưu tập. Ok, ở đây sẽ có con gì đây? Bắt gặp luôn à? Con Ratapon. Nên bắt không nhỉ? Ratapon là một con chuột. Con Ratta đây. Nó là Ratta. Ý, bắt thôi. Điểm vào là sao ta? Mình chết luôn à? Ê, cho tôi nghe. Mình muốn bắt con đấy quá. Mà bó tay luôn. Lấy khỏi cáo. Chúng sẽ bắt 2-3 con. Để về. Cũng may là quảng cáo này nó không bắt mình xem cả đoạn. Mà đây rồi. Camolin. Đánh kiểu gì đây? Đánh chiêu này thì khá là yếu. Nhưng mà nông phích tiếp 24 nha. Rồi. Đổi sang con khác đi. Đổi sang con là được. Không được. Cái này không được. Và đổi sang con khác là yếu hơn đấy. Con Siren này. 22 máu à. Phát đấm. Đó, hợp lý. Và chúng ta bắt cái con Camolin này nha. Ok. Chúng sẽ ném cái Nexo Chap vào người đó. Bắt nó nào. Vào đi đây. Vào đây. Vào luôn. Vào ngay. Vào chưa? Đã vào trong cái... Nexo Chap của chúng ta rồi. Quá tuyệt vời. Và mình đã hoàn thành hôm nay bắt được một con. Không tiến hóa được thì để cho tập sau vậy. Mình sẽ add the party. Mình sẽ bỏ con này ra. Có rất là nhiều Nexo Mon. Một con mới nha. Con này giống cái con gì. Ok thì mình sẽ
Cứ tới bên đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Nexomon. Bye bye.